nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hiếu, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi theo hướng Việt Gáp quy mô lớn, góp phần quan trọng cùng với huyện Nông Cống trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Năm 2016, ngay từ khi bắt đầu phát triển trang trại chăn nuôi lợn, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hiếu, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống đã quyết định đầu tư chuồng trại chăn nuôi khép kín theo hướng đảm bảo an toàn sinh học theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trang trại được thiết kế khoa học, phân khu riêng biệt để thuận lợi cho việc chăm sóc phòng bệnh với 4 khu vực gồm chuồng bầu, chuồng đẻ, cai sữa và khu chuồng nuôi lợn thương phẩm. Sau khi hoàn thiện hệ thống chuồng trại, công ty lựa chọn nguồn giống có nguồn gốc xuất xứ, được kiểm dịch về con nuôi. Do áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt nên đàn lợn trong trang trại phát triển tốt, an toàn dịch bệnh. Hiện trong trang trại của công ty luôn duy trì khoảng 1.500 lợn thịt, 240 lợn nái và 34 lợn ông bà. Lợn được nuôi trên nền đệm lót sinh học nên vấn đề vệ sinh đảm bảo, không có mùi hôi. Bên cạnh đó, trang trại đã sử dụng công nghệ vi sinh làm gia tăng sức đề kháng, tăng hiệu suất sử dụng thức ăn. Lợn ăn hết khẩu phần ăn, vừa đạt hiệu quả kinh tế, vừa giảm phát thải tối đa khí độc, chất thải ra môi trường, làm lây lan dịch bệnh. Trong quá trình chăn nuôi, trang trại tự sản xuất ra con giống để nuôi nên giảm được chi phí sản xuất và kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh. Doanh thu hàng năm của trang trại đạt trên 40 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho khoảng 50 lao động trên địa bàn, với mức thu nhập trung bình đạt 8 triệu đồng trên một người một tháng. Để chủ động được đầu ra, công ty chăn nuôi theo hình thức gối lứa, tháng nào cũng có lợn xuất bán. Nhằm từng bước tạo ra chuỗi cung cấp thực phẩm khép kín, công ty đã có kế hoạch xây dựng lò giết mổ tập trung và các cửa hàng thực phẩm sạch để cung ứng các loại sản phẩm từ lợn đảm bảo nguồn gốc xuất xứ từ trang trại tới bàn ăn. Khâu sơ chế các sản phẩm thịt lợn cũng được thực hiện nghiêm với khu sơ chế riêng biệt, tuân thủ đúng quy định về an toàn thực phẩm. Hiện ngoài các sản phẩm thịt lợn tươi đóng gói có mã vạch ghi rõ ngày chế biến được bày bán tại cửa hàng, công ty còn có các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn sạch như giò, chả, ruốc, nem chua. Các sản phẩm đều được người dân trong huyện biết đến và ưa chuộng với thương hiệu thịt lợn sạch Xuân Hiếu Food. Sản phẩm thịt lợn tươi và các sản phẩm từ thịt lợn sạch Xuân Hiếu Food được Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống công nhận là sản phẩm OCOP cấp huyện, đồng thời được huyện Nông Cống lựa chọn là sản phẩm đăng ký công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Cùng với trang trại chăn nuôi theo hướng Việt Gáp, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hiếu còn mở rộng thêm mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 2.500 m², là mô hình ứng dụng công nghệ lớn nhất huyện Nông Cống. Tổng số vốn đầu tư của mô hình là trên 3 tỷ đồng để trồng rau, dưa theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Đến nay, mô hình đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng. Khi đi vào canh tác, dự kiến mỗi ngày công ty sẽ cung cấp gần 100 kg rau dưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các siêu thị nhà hàng trong và ngoài huyện. Với quy mô khép kín, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hiếu còn đầu tư trên 20 tỷ đồng để mở siêu thị với diện tích 400 m², kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Siêu thị cũng là cửa hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh, của huyện với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và chất lượng.